Tiếp tục chia sẻ Thiên Nai Magic Series, nhìn thế giới theo cách ngược lại. Tác giả: xuyên thấu nhân tính. Sự thật của thế giới này đều được giấu ở phía đối lập. Bạn nghĩ để thay đổi số phận, đầu tiên phải thay đổi điều gì? Phải chăng là thay đổi tư duy? Nếu bạn nói đúng, thì tôi sẽ nói với bạn rằng bạn sai rồi. Nếu bạn theo dõi tôi từ lâu, sẽ biết tôi từng chia sẻ về chủ đề ngộ đạo Vương Dương Minh. Ông ấy đã chỉ cho chúng ta một lý lẽ. Với lối tư duy như này, lẽ nào bạn nói muốn thay đổi là có thể thay đổi sao? Ví dụ, bây giờ tôi nói với các bạn về tư duy của người giàu. Hàng ngày kiên trì đọc sách, hàng ngày đi ngủ sớm và thức dậy sớm, hàng ngày kiên trì tập thể dục. Xin hỏi có bao nhiêu người có thể làm được? Tôi nói với bạn, nếu bạn muốn thay đổi số phận, bạn phải hiểu thấu một từ, nghịch. Nghịch là gì? Chính là ngược lại, đảo ngược ý nghĩa. Trong kinh dịch có một tư tưởng quan trọng là nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư, lục danh, thất tướng, bát kính thần, cửu giao quý nhân, thập dưỡng sinh. Tốt, bây giờ chúng ta hãy nhìn thế giới theo cách ngược lại. Xin hãy chú ý lắng nghe. Nghịch, 10 dưỡng sinh, 9 giao quý nhân. Hãy bắt đầu dưỡng sinh trước. Khi thói quen dưỡng sinh tốt, bạn mới có thể gặp được quý nhân. Bạn hàng ngày thức khuya trưa mới dậy, không làm việc, không cố gắng. Những người bạn gặp chỉ là rác rưởi, không phải là chơi game thì là chơi tài xỉu, không phải là uống rượu thì là hút chích này nọ. Vì vậy chỉ khi bạn thay đổi thói quen sống của mình, bạn mới có cơ hội gặp được quý nhân của mình. Tiếp tục nhìn ngược lại. 8. Kính thần, 7 tướng, 6 danh. Vậy kính thần là gì? Sau khi bạn gặp quý nhân sẽ nói với bạn phải tôn trọng quy luật vũ trụ. Tướng chính là hình tượng, là tướng mạo. Hãy chú ý đến hình tượng của bạn. Lúc này bạn bắt đầu tin vào quy luật. Hơn nữa, thói quen của bạn tốt, bạn sẽ được ghi nhớ, bạn sẽ bắt đầu nổi tiếng. Khi bạn bắt đầu nổi tiếng, bạn cần phải 5 độc thư, nghĩa là đọc sách và học hỏi, nghĩa là tài năng của bạn phải xứng đáng với danh tiếng của bạn. Nếu không, sẽ dẫn đến việc không xứng đáng sẽ phải chịu tai họa. Tiếp đó lại là 4 tích âm đức. Bạn có hay không phát hiện, nhiều người bắt đầu có xu hướng hành đức mà không công bố, làm điều tốt mà không cần sự công nhận hay khen ngợi từ người khác. Lúc này bạn cần cũng chính là làm như vậy, âm thầm làm việc thiện. Sau đó còn lại là 3 phong thủy, 2 vận, 1 mệnh. Lúc này bạn cần phải bắt đầu điều chỉnh phong thủy của mình, sử dụng phong thủy để tăng cường cho bạn, khiến cho vận số của bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Cuối cùng số mệnh của bạn sẽ thay đổi. Thực ra nói trắng ra, đa số mọi người cả đời không thể thành công. Họ thậm chí còn khó có thể đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Bởi vì tôi đã từng nói đại đạo, tuy đơn giản nhưng nhàm chán, tà đạo thì sâu thẳm và quyến rũ. Chúng ta sẽ nói đến đây trong tập này.